Rộn ràng quanh làng, trong lòng anh thấy nôn nao lòng biết mà. Về làm dâu ba má anh nhà, mình bên nhau sẽ vui biết bao. Giấy tờ hồng kết duyên cho chúng ta thành đôi. Nhưng cánh bướm xinh xinh đậu trên lá cây, duyên đã đến chúng ta về chung một nhà nhé em. Giờ anh qua hỏi cưới em luôn, chọn ngày lành tháng tốt nên duyên. Mình thương nhau chẳng cần phải nói. Anh xin hứa sẽ yêu mình em suốt cuộc đời để chỉ mỗi em. Về bên nhau vun đắp hạnh phúc, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Chẳng chờ chi mà không cưới luôn, đừng để lâu làm anh lắng lo. Dồn dằng pháo hồng vang khắp nơi thật tuyệt vời. Trên lá cây duyên đã đến chúng ta về chung một nhà mẹ em. Giờ anh qua hỏi cưới em luôn, chọn ngày lành tháng tốt nên duyên. Mình thương nhau chẳng cần phải nói. Anh xin hứa sẽ yêu mình em suốt cuộc đời để chỉ mỗi em. Về bên nhau vun đắp hạnh phúc, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Chẳng chờ chi mà không cưới luôn, đừng để lâu làm anh lắng lo. Rộn ràng pháo hồng vang khắp nơi thật tuyệt vời. Anh xin hứa sẽ yêu mình em suốt cuộc đời để chỉ mỗi em. Về bên nhau vun đắp hạnh phúc, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Chẳng chờ chi mà không cưới luôn, đừng để lâu làm anh lắng lo. Rộn ràng pháo hồng vang khắp nơi thật tuyệt vời. Son môi em đánh mỗi order bên Tây, bao anh yêu đứng lúc em tạnh lên phây. Áo quần thuê thiết kế riêng, em ngồi siêu xe rất xuyên. Ba em bác sĩ mà em làm chủ công ty, mỗi cô con gái nên nông chiều nhiều hơn ai. Chỉ cần em nói thích gì, mai là có không nghĩ gì. Vậy mà chẳng thể hiểu kiểu gì em không thính anh. Một người vừa hiền lành học giỏi lại tính toán nhanh, 4 chia 3 bằng 2, yêu anh không thể sai. Bao chàng trai ngồi kia làm sao sánh với anh được. Nhà giàu lại còn xinh, em là cô gái vàng, mọi người gặp đều khen anh đẹp trai nhân làng. Mình vừa một đôi như dành cho nhau ấy, chẳng yêu kiểu gì luôn sao giống như phim vậy. Thường ngày kể về em ba mẹ anh hết lời, giờ mà về làm dâu chắc là thương suốt đời. Vì nụ cười của em anh mộng mơ cùng muối xào lên. Anh biết em khổ từ nhỏ, ngày nào cũng phải nghĩ cách tiêu tiền khi em phải sống trong một gia đình có một năng lực tài chính siêu nhiên. Nghe thoảng thoảng ba em chủ tịch họp cả tháng vẫn không đủ lịch, mẹ làm chủ một chuỗi nhà hàng 10 chi nhánh ở tận bên Sinh. Thời gian bên em thì ít vì có những hôm phải bận quên mình. Em đi siêu xe em ở biệt thự, cứ sao em vẫn lận đận duyên tình. Vì bạn anh thì on David, anh nhìn em thì yêu ra phết. Ba mẹ anh thì lo ra tết, dạy giấy tơ hồng của đôi ta kết. Không cần phải một mình mỗi ngày 20.500, hai mình ăn mệt bún đậu ngập mặn luôn để cuộc tình mình sẽ trăm năm. Nhà giàu lại còn xinh, em là cô gái vàng, mọi người gặp đều khen anh đẹp trai nhân làng. Mình vừa hợp một đôi như dành cho nhau ấy, chẳng yêu kiểu gì luôn sao giống như phim vậy. Thường ngày kể về em ba mẹ anh hết lời,
đâu. Anh cũng giống như là bao chàng trai em từng thấy bấy lâu. Bé đến lắm bây giờ anh chỉ yêu một người. Mọi người ở xung quanh chứng kiến giúp anh áo vàng, áo chỉ có mỗi em là anh từng nhớ thôi mà. Nắng dâm đến trăng tà ai ya ai ya. Đề tài nguồn phận và thực tế đã ban tặng cho con người chúng ta trong cuộc sống. Và hôm nay đây được sự tác hợp của chính quyền địa phương cũng như là quan viên hai họ, thì đôi bạn trẻ Thúy Diễm và Duy Linh của chúng ta đã chọn ngày hôm nay tết ngày 9 tháng 1 năm 2022 để chính thức về chung một mái nhà. Và xin kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian dài tìm hiểu thì chú sẽ Duy Linh đã nói với cô dâu Thúy Diễm rằng anh về thưa với mẹ cha mang câu chầu rượu sang nhà với em. Và cô dâu Thúy Diễm cũng đáp lời lại với chú rể Di Linh rằng chàng về cho tiếp theo cùng đắng cây tiếp chịu ngọt bùi tiếp cao. Quý vị có lẽ bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, xin quý vị chúng ta hướng mắt về phía cộng hoa cũng như xin hãy ước nhìn lên trên lễ đài hạnh phúc và xin lễ cho một tràng hoa tay thật lớn thật giòn tan để chào đón đôi tân nam thiên nhân đẹp đôi nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là cô dâu Phạm Thị Thúy Diễm Sánh Duy cùng chú rể Phan Nguyễn Duy Linh. Một tràng hót tay thật to thưa. Hạnh phúc bây giờ là một cặp đôi rất là đẹp đôi nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin cho phép Kim Luyến cũng như là đôi bạn chúng ta nghiêng mình cúi chạy với kính mến ạ. À, và tiếp theo đây thì Luyến cũng xin được trân trọng thân mời cô dâu Thúy Diễm hoặc là chú rể Duy Linh của chúng ta trong hai bạn chúng ta hãy đại diện và xin hãy có một lời phát biểu để gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến tận các quý kính mến đã có mặt trong buổi lễ kính cho bạn ngày hôm nay ạ. Vâng, và xin được thân mời đôi bạn ạ. Đầu tiên em xin phép đại diện cho gia đình xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến quý vị khách quý đã có mặt chung vui đến lễ hôn nhân của hai em. Và xin cho phép gia đình em được gửi lời cảm ơn quý vị khách quý đã dành chút thời gian đến chung vui với gia đình em hôm nay. Dạ, xin chào.
dành trong ekip ban nhạc âm thanh ánh sáng Mỹ Hoàng. Chúc cho quý vị chúng ta có được một bữa tiệc thật là ngon miệng và trọn vẹn, và cũng như là chúng ta đón mùa xuân thật là an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Bây giờ cho hết Kim Liên xin được có vài phút cũng như là một vài câu hỏi xin được mến đến với cô dâu Thúy Diễm. Các bạn có nhớ trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì người chồng Diễm trai thành con của mình đứng đây mới chinh phục được mình ạ? Dạ em cũng không nhớ. Dạ vâng, một câu trả lời cũng khá là dễ thương đúng không ạ? Dạ cô dâu không nhớ. Bây giờ câu hỏi thứ hai cho phép Kim Liên xin gửi đến cho chú sĩ Duy Linh, đó là bạn có nhớ trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì bạn mới dành tặng nụ hôn đầu tiên nồng thắm lên máu của người vợ hiền xinh đẹp của mình đứng đây ạ? Lời là 1 năm. Dạ mà nếu như vậy thì tại sao đôi bạn chúng ta không hãy dành một nụ hôn nồng thắm dành cho nhau được không ạ? Bây giờ xin thân mời tay nàng ôm cổ chàng, tay con gái mà hôn môi thì cả trai lẫn gái, thì bây giờ đôi bạn chọn hôn ở đâu ạ? Dạ Luyến hỏi vậy thôi, chắc chắn là phải hôn môi rồi, thưa quý vị. Vâng, và bây giờ xin tay đi với Kim Liên nha. Vâng, hai bạn hãy khép mình vào nhau đi ạ. 1 2 nhau đến muôn đời nhau, trầu cao nguyện vốn nhau, từng dương
trong gia đình. Thì theo thông lệ, thì cháu Diễm ngày mai xuất giá theo chồng, thì trước giờ xin cái xuất giá theo chồng. Thì hôm nay chúng ta làm cái lễ cho cháu, trước là tạ ơn cũng được tới tổ, trước tiên thì gà chồng. Cái thứ hai nữa là cũng là ơn cha mẹ nuôi dạy cho con cháu nó khôn lớn, hôm nay để đâu đó bạn cho nó. Thế đó là cô bác, trước là cô bác, sau đó là anh chị em gì đó. Thì theo tôi đó thì tôi cũng đề nghị thế này, trong gia đình thì đúng ra trước đây bàn bạc đấy, tham gia mà đó thì tôi không có dự, cho nên tôi không có nắm. Đây thì có anh hai, chị hai, rồi cộng thêm mẹ chính, thì cho cháu nó xá cái bàn thờ cũng được thất tổ, trước là cũng thất tổ, sau là cô năm dưỡng năm nội bà nội cũng dài công dung đắp nuôi dưỡng cha mẹ nó, rồi kể cả nó luôn, nó theo tôi biết để là xá ông bà ba xá trước khi về nhà chồng. Cái thứ hai nữa thì tôi cũng đề nghị nếu đồng ý, gia đình ta đồng ý để cháu nó đứng tại chỗ này, nó xá thống nhất hai xá, rồi sau đó mà cháu nó rót rượu mà nó mời trước là cha mẹ, rồi nó đáp nghĩa cha mẹ, rồi sau đó là cô bác mời lớn trước rồi anh chị, đó là cái phần lễ để cháu nó tạ ơn trước khi về nhà chồng. Cái thứ hai nữa là tôi cũng đề nghị rằng nếu trong gia đình có cái quà gì tặng cái cháu vợ chồng, thôi đêm nay chúng ta tiến hành tập luôn. Chứ tôi kinh nghiệm nhiều cái đám đó, bây giờ chúng ta để rồi tới đi ra cái làm lễ bên mình hoặc là đàn trai đó, rồi chờ cái phần tặng quà từ cô bác anh chị nó mất thời gian lắm. Đến cái phần cha mẹ, bây giờ nói chứ bây giờ anh chị bây giờ sinh đứa con lớn lên, mình nuôi dạy công nuôi dạy nó lớn tới cỡ này, hai mấy tuổi rồi mới đã để chồng, đó là một cái điều hạnh phúc nhất. Nhưng cái nếu mà tôi nói tôi vui chút xíu, nó lỡ nó bất may bất mưa tôi phải chịu, nhưng mà lẽ cái gì thì nó bây giờ con nó vừa mời cha mẹ ông ba nhận đi, rồi mời mẹ con, mời mẹ cũng hết nha, mình gặp con mà cũng hết nha, không nhấp nhấp được hả? Cũng đi. Cái này bây giờ thằng của ông này vợ ông hết, ông hết. Bây giờ mà người ta không có rồi nữa, không hết. Không hết bỏ lấy gì khác. Rồi, con ơi. Thôi ông này, ông cung quá trời nè, theo tôi là ông ấy. Thứ hai ông dẫn chương trình rồi, theo ông cung quá trời để ông muốn biết cho hết. Còn tiếp vào bằng cái này còn gì?
Rồi giữ nguyên cái tay luôn chị, chỉnh cái tay cái luôn, đúng rồi. Chỉnh ở đây cô dâu. Rồi. Rồi nhìn ra đây, cô dâu, gia đình nhìn ra giùm con nha. Giơ cái tay cao lên xíu đi ông. Dạ có. Không về nè. Tao là riêng cỡ đúng đâu. Chát vô. Rồi anh ơi đứng chát vô rồi. Gia đình nhìn ra. Rồi gia đình nhìn ra giùm nha.
mà nợ là hữu tình. Hoa rơi là vô ý, vạn dặm xa cách muôn trùng thiên lý cũng không lung lay được ly trí. Hẹn gặp lại nhau một ngày tương lai khi mà khổ tận chỉ còn cam lay. Đường về phủ lối là ánh sương mai, ta cùng thức dậy đón nắng vương vai. Thuyền ta trên sông dài, ngày tháng trong gai ta không ngại. Tình duyên không lỡ không mờ phai, hẹn thề son sắt một bờ vai. Chân trời mà ta bước tới hữu duyên thiên ý đã nắm trong tay tình giấc chim bao chân triệu tình nồng ta sẽ uống mãi mà vẫn không say. Thương anh bụi đời phong phiêu ngày đêm suy tư khắc khỏi. Phận nữ nhi đem lòng thương mến thì nguyện một đời nhất mãi. Sông gió thì có là bao quan trọng là khó, liệu có cùng nhau đâu cần sâu đó phải có lòng cao, ta chỉ cần sống mà ngẩng đầu cao. Và như cành hoa khoe sắc không anh bỗng hóa hồng phai, ngày có anh là ngày nắng đẹp nhan sang thành phố bồng lai. Ta như cành hoa khoe sắc không anh bỗng hóa hồng phai, ngày có nhau sẽ là ngày nắng đẹp ta cùng đến chốn bồng lai. Tiếng chim tụi tụi bay với gió gọi tên nhau, dù có nơi phương xa nào anh vẫn tin rằng tình đôi ta sẽ luôn bền lâu. Hạnh phúc là ở cạnh nhau xuống kia bay với gió gọi tên nhau, dù có nơi phương xa nào anh vẫn tin rằng tình đôi ta sẽ luôn bền lâu. Hạnh phúc là ở cạnh nhau suốt kiếp, vượt qua bao buồn lo hiểu nghi gian khó tránh sáng giàu, chỉ cần ta có nhau suốt đời. Duyên hồng trần kiếp này, hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dấu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phù thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phù thế,
hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Ừ, dễ hơn quá rồi. Đẹp rồi. Chúc lời ngàn nước. Mẹ cha cho rước em về làm dâu, hay đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi mỗi ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới yên đón em về cất từng trong năm. Đến năm mới ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà cỡ sao lòng thần thờ. Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, rượu bia chơi lãng chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Làm cho ta xa cách nhau, em trồng rau, anh cắm câu, tính toán trong đầu, nhất quyết đem về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đám trai bưng mâm, coi mỗi ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới yên đón em về cất tình trong năm. Những nhà sắp xinh không khí tâm hồn linh đình, ai cũng xì xầm đôi mình, nhìn tuổi nó tinh bể bình. Nhậu sáng đêm rượu năm lít bia năm chục lon, động phòng ân ai lo cốt lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hai cô công chúa lại càng vui. Lo mừng ăn không là tiêu, anh em chi cốt đừng rủ chơi bời tôi còn vợ yêu. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đám trai bưng mâm, coi mỗi ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cất tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đầu. Yêu em khi còn thơ yêu trong. Thôi thì nãy cũng nói rồi là sự thống nhất của hai bên gia đình à, hôm nay chọn ngày lần tháng tốt để tiến hành làm lễ rước dâu. Thì hôm nay bên đàn trai qua gồm lễ chặt gồm có sáu quả cầu cao, rượu, bánh trái ha. Và cái phần xin lễ cho bây giờ là em có mỏi rồi. Và hôm nay chỉ bên đàn trai thì tiến hành là đem qua cái lễ vật còn có sáu quả. Sau đây thì cái nghi thức tiếp theo có nghe nhập gia thì tộc cũng như bên đàn trai sẽ tiến hành cái nghi lễ tiếp theo và giải quyết của bên đàn trai. Cũng như vị đại diện ngoài ca trình bày, kính thưa hai vị cấn tộc, kính thưa hai vị cấn chánh, kính thưa hai họ cùng với các khách, cũng như vị đại diện họ nhà ca trình bày, thì hôm nay làm cái lễ thành hôn cho hai cháu. Họ nhà ca đến quả phẩm để vâng lên cúng ông bà, gồm có sáu quả cầu cao, bánh kem và trái cây cúng ông bà. Thì tôi thay mặt cho họ nhà gái làm vừa nhanh gọn nhưng mà cũng đầy đủ cái nghi thức. Cái phần thứ nhất là vâng tất cả những cái quả phẩm của họ nhà trai để vâng lên để cúng ông bà quá giảng để gia tiên. Phần thứ nhất, phần thứ hai là lễ ông bà còn nhận tiền. Phần thứ ba là dâu rể cái phần rượu mà cô bác hai họ đó là phần chính
trao đổi mọi người đang khởi động rồi lại bước cầu. Hôm nay tôi cũng thống nhất trong gia đình, tôi cũng là em con gái bên gái hay không. Ở đây thì giới thiệu tên như là anh hai đó, đây là cậu chính. Họ gần đây bắt chị biết để rồi chúng ta tiện giao lưu. Cái phần tiếp theo á, là tôi cũng báo hai họ, hai vị đương tập, hai vị đương chánh. Nói chung thì trong cái làm lễ đêm hôm cũng như là hôm cái ngày mà lễ hội thì bây giờ thống nhất trong gia đình á, là cho cháu nó xá thôi. Một là xá ông bà quá giảng, hai đó là cháu đứng tại đây, hai vợ chồng đứng tại đây để xá thống nhất. Cô bác cha mẹ và hiện liền mặt hôm nay thống nhất rồi, sau đó nó mặc được văn được từ người. Nhưng mà cũng báo thêm ở này các chị biết, chúng ta cũng rút ngắn thời gian để giao lễ nên là mời rượu trong phần chính thôi, còn cái bàn ở bên ngoài thì nói chung là cô bác có mặt đầy đủ. Sau đó đến cái nhập tiệc với họ nhà trai, cháu sẽ mời. Chứ bây giờ nếu mà mời giáp hết cô bác mất thời giờ lắm, xin phép như thế thì thôi giờ tiếp tục chương trình. Con nào mà ngờ lại đây xóa tan đi bốn bề tháng ngày, mong mơ hằng đêm ôm nhớ thương một người, mái tóc xòa ngang vai ấp ơi chút hương yêu cho đời thêm say. Dẫu nơi nào buồn phiền có kéo đến, xin hãy ôm anh vào lòng, nhìn anh xem anh có giống đang đùa không. Ngày ta cùng nhau sắp về chung mái ấm bên nhau mỗi ngày, đặt đôi bàn tay lên đây anh trao nhắn cưới cho em ngày. Ngày mai bình minh thâu sắc chia anh với em, nhà trao nụ hôn lên môi em và đôi tiếng yêu em. Tình yêu anh luôn chở che nụ cười em. Còn có cha mẹ còn đầy đủ như cô bác thôi, như thống nhất lúc nãy
thì tôi cũng tha cho đứa cháu nãy tôi cũng rót rượu rồi. Hai đứa cháu sáng hai cháu đúng như ngày nào rồi cái tay lên, cái tay lên đúng rồi nha. Được chưa? Mà ông bà thì nãy tôi ra không còn, thì còn có cha mẹ với cô bác, thằng cháu cũng sáu rồi, tôi thống nhất trong gia đình. Thì bây giờ đến cái phần đâu tân hôn nó bao rượu nó mời, thì kính thưa các vị, thì nuôi một đứa con khôn lớn thành nhân hôm nay mình định đâu các bạn, nó là một cái điều quý nhất của cha mẹ. Hôm nay là giữa hai thông gia, đó là một cái điều quý nhất, hạnh phúc nhất khi nhìn thấy đứa con mình có đâu có bạn. Thì bây giờ để mình đáp ơn cha mẹ, cô dâu quay qua mời mẹ luôn, rồi giữ nguyên, đúng rồi, cầm lên, cầm lên rồi. Cô dâu nhìn mai hết ra, cô dâu nhìn qua mẹ, đúng rồi, rồi buông ra, buông ra. Rồi con mời hai mẹ cũng ly nhau, hai mẹ cũng ly, hai mẹ cũng ly uống nha, rồi nhận không anh nghỉ bác em ơi, cũng ly giùm con. Rồi, đi quay nha. Rồi. Bắt tay luôn cậu ơi. Rồi. Cậu ơi. Rồi. Các phần nghi lễ của nhà gái đến đây coi như cũng báo cáo là đã xong. Thì bây giờ đến các phần mà bên nhà trai cũng xin phép tỉnh họ và rước dâu. Thì trước khi rước dâu, chúng tôi xin kính mời ông trưởng tộc, trưởng chấm và tất cả ông bà, cô bác, anh chị em của cô dâu cũng đưa cô dâu về nhà chồng. Và bên nhà trai xin kính mời tất ông bà, cô bác. Rước dâu, nhà tỉnh họ. Tôi cũng thông báo cho tất cả người trong thân tộc, các rồi bạn bè của con dâu đó, bây giờ mọi nhà trai nó ra tính họ rồi, tôi cũng thay mặt nhận lời rồi, nhận lời phải đi nha, bây giờ chuẩn bị đi đó. Thank you.
Thank you.
trong cái điều kiện dịch bệnh, lẽ ra đám cưới này tháng 6 chứ phải này đâu, như hôm nay dịch bệnh giãn cách nhưng mà cũng còn phức tạp, nhưng mà hôm nay hai họ cùng quý thân khách đến cái mặt đông đủ trước để đưa chúc mừng lễ thành hôn hai đứa cháu đó chịu. Tôi nghĩ rằng hai bên thông gia trai và gái rất là hạnh diện, đồng thời nhớ sự như vậy này chú bố cũng mong rằng hai đứa con cố gắng hôm trước là khác nhưng mà bắt đầu bữa nay hai con là khác rồi, nhiệm vụ là nhau, nhiệm vụ là rễ nó đứt để thác thành đầy, cho nên là với bắt lòng như chú nói hai họ cô bác thân tập bạn bè thân hữu mặc dù dịch bệnh nhưng mà cũng phải tới đây chúc mừng hai con đó luôn vui dưỡng. Tôi nên mong là các con làm con trách nhiệm dâu làm con chuyện rễ để không phụ lòng cô bác thân tập cha mẹ hai bên hết hai họ đầy khỏe. Lời của tụ tập bên nhà gái thì bây giờ phần tiếp theo chúng tôi xin mời trước tiên là cô dì chú bác của chú rể cô dâu để nó tặng quà rồi tới anh chị em phải làm con một nhà, anh về thưa với mẹ cha, mang trà mang rượu sang nhà em. Nếu mà cha mẹ nhất lời, em xin thực ý trọn đời theo anh. Và người con trai cũng thỏa thẻ với người con gái rằng, anh
anh về xứ lớp trầu cao, chúng em đến một cây trầu kỹ bên, chờ cho ngôi lò lớn lên, trầu cao đông lá, mình anh duyên vợ chồng. Kính thưa quý vị, từ ngày mong đợi ấy, hạnh phúc ấy cũng đã đến với cô dâu Thúy Diễm và chú rể Diên Linh. Thì chiếc nhẫn xinh xinh cách duyên tình đôi lứa, như con bánh trầu xanh bước trăm năm, anh và em hạnh phúc rộn ràng, đám cưới như mơ nay đã thành hiện thực. Thì trong hoa đua nở một giờ, không bao một phút đợi chờ hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 10 tháng 1, 2022, nhằm ngày 8 tháng 1, nhằm ngày 8 tháng 12 năm Tân Sửu, là ngày lành tháng tốt được sự thống nhất đồng ý hai bên gia đình và cũng như sự cho phép của chính quyền địa phương cho phép đôi bạn trẻ được chính thức đăng duyên trầu cao. Thì không để tất cả quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía cổng hoa, dành tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón đôi quân nhân xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất của chúng ta ngày hôm nay cùng với lên sân khấu. Xin được mời cô dâu Thúy Diễm và chú rể. Nghĩa dài trăm năm, đôi ta như ánh trăng rằm sáng soi muôn thời ngàn năm vẫn còn. Và niềm vui như hôm nay thì không thể nào quên được công ơn dưỡng dục của phía này đấng sinh thành để ra mắt đến toàn thể tất cả quý vị. Ngay bây giờ nhà trai chúng tôi xin mời ông Phan Châu Anh và bà Nguyễn Thị Kim Kiều ở Sò Đo, Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An cùng bước lên sân khấu. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón phía đại diện họ nhà trai chúng tôi ạ. Xin được trân trọng giới thiệu, xin được kính mời phía đại diện họ nhà gái ông Phạm Minh Mẫn và bà Phan Thị Cao ở Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An cùng bước lên sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón phía đại diện hai bên gia đình kính thưa toàn thể các hội viên. Hội viên tôi giờ đây là một gia đình rất hạnh phúc. Xin được mời cả gia đình mình bước lên một bước để cúi chào tất cả quý vị. Trong lời cảm ơn, tôi mong lần chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa toàn thể tất cả quý vị, lễ cưới của quý dâu và chú rể thực hiện thật long trọng tại tư gia họ nhà trai chúng tôi với sự hiện diện đông đủ và đầy yêu thương của toàn thể tất cả quý vị. Đó là một niềm vinh hạnh rất lớn đối với gia đình. Thế không gì hơn thì một lần nữa Hiền Giang xin được phép thay mặt cho hai bên gia đình xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành chút thời gian quý báu của mình để đến cùng chung vui trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và nếu trong bữa tiệc có điều gì thật xót thì rất mong tất cả quý vị vì tình cảm yêu thương với gia đình mà bỏ qua cho, thì một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều. Trong tình yêu, giờ đây xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tiến về phía tháp ly, cùng bật nắp sân bay khơi nguồn hạnh phúc trong ngày vui hôm nay. Ba đi ạ. Một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng cầu chúc cho hạnh phúc. Em như một chén rượu đàn, nếu em là chén rượu cay, nếu trầu có nghĩa khô thơ, hết rồi áo đạo có ăn đời. Dù cho nhật đoạn thì nước biển mênh mông không đong đầy được tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín cõi nước voi thôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha cha trẻ và có được hạnh phúc như ngày như con ra đã chứ không có được hạnh phúc như ngày vui hôm nay. Và tiếp theo chương trình xin được mời chú rể và cô dâu chúng ta sẽ cùng mẹ mẹ nhận đi ngủ mẹ ơi. Ngày hôm nay xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng rót đi những ly bia, những ly nước ngọt của mình được không ạ? Chúng ta sẽ coi đó là cúng ly và uống cạn rượu mừng hôm nay ạ. Chúc cho tình cảm sôi gia đâu được mến chặt từ đây sẽ được Châu Hiền và Lệ Thảo các anh chị. Và chúc rượu vừa rồi cũng đã khép lại phần lễ ra mắt của phía đại diện hai bên. Rồi nắm tay dẫn xuống. Xin mời hai bác ạ, bước xuống sân khấu ạ. Và tiếp theo chương trình thì đây xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về
lên sân khấu một lần nữa để cùng nhìn ngắm đôi gương xinh đẹp nhất của chúng ta thực hiện cái thứ hai, đó chính là các bác em Hằng Phúc Lứa cùng chung tay chỉnh hòa tóc đầy bát nghĩa tóc tịch xây dựng kết mối cho mình ngọt ngào vợ chồng lòng nhau không ạ. Xin mời chú rể quý vị thôi ạ, là mình đủ hiểu lòng nhau rồi ạ. Ngọt ngào hơn yêu nhau ạ, quá ngọt. Chị tiếp theo đúng không ạ? Đó chính là phần chào nụ hôn. Thì ngày xưa cô dâu và chú rể quen nhau, tìm hiểu nhau và trao cho nhau những điều thật thiết tha và sâu đậm đúng không ạ? Bây giờ đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng chú rể nắm tay cô dâu đi ạ. Đúng rồi ạ. Rồi, tay chàng ôm lấy eo nàng đi ạ. Từ từ, chậm chậm, nhẹ nhàng hôn theo nha chú rể. Sẵn sàng chưa ạ? Đẹp chưa ạ tất cả quý vị? Hình ảnh trên sân khấu giờ đẹp chưa ạ? Vâng ạ, à, giờ đây là xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng vỗ tay thật lâu để nụ hôn diễn ra thật xấu được không ạ? Tất cả quý vị sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, hôn! Vâng, xin chúc cho cô dâu và chú rể trong năm từng điều hạn, tập đầu nghĩa phụ thề, năm nào cũng là năm hạnh phúc, tháng nào cũng là tháng yêu thương, từng nào cũng là từng trăng mật. Chúng ta bàn tiệc để cùng chụp lại những hình ảnh đẹp nhất trong ngày vui hôm nay. Tăng anh khúc ca riêng tình yêu trong sáng như thiên thần.
lát thứ ba anh muốn dắt em đi về nhà, nên mỗi lương duyên đem cho cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi, thiệp hồng vô quy thầy bói phán giờ lành đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mần ăn, anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn, để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Thờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau, cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, vì hạnh phúc nên ta chẳng mang. Về một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều vàng. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà, nên mỗi lương duyên đem cho cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi, thiệp hồng vô quy thầy bói phán giờ lành đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mần ăn, anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn, để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Vợ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau, cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, vì hạnh phúc nên ta chẳng mang. Về một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều vàng. Em ơi anh muốn nói là anh yêu em không bao giờ dối trá. Ta bên nhau dù có ở nhà lá, yêu thì nhất mình là rất gần nhau. Gia cho ta gần nhau, bao giấc giả cũng luôn có nhau. Thầy bói phán rằng mình đang có tháng, rồi mình lên xe bông nhìn nhau tới sáng. Ở nhà lá nhưng có nhiều hoa, ta bên nhau chứ cùng nhau hát ca. Rủ ba má rồi ta cùng nhảy được cha cha cha. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà, nên mỗi lương duyên đem số cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi, thiệp hồng vô quy thầy bói phán giờ lành đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mần ăn, anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn, để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Ngờ trong tình nghĩa trước sau.